Gip chạy được mà. Gip chạy được mà. Ủa, Gip chạy nhanh chứ à. Ram Gip đủ chạy giống như hồi xưa y chang luôn mà. Đúng rồi, cầu thủ vĩ đại nhất Premier League đúng thiệt. Bài quá đó. Đây cái này mới đúng này. À đôi hình vĩ đại. Đây ok. Lấy cái này. Đôi hình vĩ đại như bọn anh này, Henry Shearer đúng. Ok nha, làm cái này nha anh em nha. Đôi hình vĩ đại nhất ngoài anh là đây. Esther là Henry. Tôi có 30 mấy ngàn đúng không? Tôi có 30 mấy ngàn. Rồi tôi có 16 thì tôi đi được con Henry 3 ngàn á. Henry Shearer. Đôi hình sẵn bọn anh mà Henry Shearer. Terry chưa sao mua hả? T chắc đổi khác. Terry chắc đổi khác nữa. Đó. Có dự bị mà. Còn dự bị nữa nãy. Dự bị là Peter Smithsen, Gary Will Adam, Gera Rokin, Rooney Beckham hả? Cùng lắm đẩy ra ở đây giờ lý mịch luôn hả? Cùng lắm đẩy Gera dự bị đá CB không nữa. Đó. Vira đá CB không được dễ. Henry 3.000 chắc có đi được Henry không rao ta. Henry Hồng Rao 8 4.000. Ừ, ráng được Henry Hồng Rao á. Làm của Henry Hồng Rao 8 luôn. Đồ hình vĩ đại nhất ngọn anh là đây. Henry Hồng Rao 8 vào. Cặp tiền đạo Henry là Alan Shearer. Alan Shearer hơi đỉnh cao, phải nói là ông nào đi đá, phải nói là đã từng có ông đá là biết Shearer đỉnh cơ nè. Cho trong FC Online họ tạo Shearer chưa đến đúng nhưng mà sao tôi vẫn dành số lắc cho Shearer. Bởi vì đây là đồ hình xuất sắc nhất ngọn anh mà ai tôi mà không mua được đúng không? Alan Shearer LN8 5.000. Alan Shearer hôm nào 8 nhiêu? Alan Shearer. Thiếu sao mắc hại nữa. Alan Shearer bán ông ta. Alan Shearer lỗ giáo quá vậy. Xin một con Shearer để đá thôi mà. Pha luôn ta. Ủa có Alan Shearer thay bằng dự bị được không? Thay Shearer 7 cho đá thì sao được không? À tôi có Dennis Beckham. Tôi có Rooney nữa. Thì thôi nếu mà Alan Shearer khó mua quá à. Nhưng mà xin con Shearer đó, xin Shearer nhìn cho nó ngầu. Shearer tốt bao nhiêu coi vậy ta. Nếu như Shearer không mua bỏ Shearer ơi. Tôi đẩy xe 7 anh đái xe đâu, ủa sao đá 3 hồ dễ ta. Đá 3-2-3-2 à. Hình quý đại nhất à. Tôi đẩy con Ronaldo này đá được không, hoặc là dự bị tôi làm con dự bị nè. Có dự bị có Dennis Beckham nè. Beckham với lại Henry luôn cũng ngon. Không làm Beckham, Rooney cũng ngon ha. Hay là Shearer khó làm con Rooney cũng là Rooney Return 8 nè. Rooney Return 8 cũng 1.200. Đẹp luôn á, cho Rooney vô 30. Henry Rooney cặp ST nè. Và làm thêm một con CAM Lampard à. Lampard 1.000 tỷ á. Bài gì vậy tưởng. Lấy Rock 3 này đội hình vĩ đại nhất của mọi anh mà. Rock 3 gì quá. Đội hình vĩ đại nhất là những cầu thủ vào đỉnh cao của mọi anh mà. Bảo đảm trong này đưa Shearer là ông nào cũng chê. Tại sao? Tại anh em không có coi cái thời của Shearer. Anh em biết Shearer đỉnh cao cỡ nào không? Shearer đá cho Blackburn Rovers, một câu lạc bộ bình thường mà vô địch ngọn anh á. Blackburn Rovers là câu lạc bộ mà người ta định mua Zidane nhưng lúc đó người ta không mua Zidane. Thôi đỉnh cao Blackburn Rovers. Và Shearer tôi nhớ là đã đưa Rooney vào thì còn vĩ đại gì nữa. Anh này pha Anti-Manu à. Anti-Manu của ta. Và Shearer khó mua nhưng thực sự tôi rất thích Shearer. Phải nói là tôi chơi bóng đá là thích Shearer lắm. Shearer qua đỉnh cao quá mà. Tôi có Shearer đó không? Bây giờ tôi làm một slot cho tôi có Rooney, tôi làm slot cho Lampard nè. Một slot cho Lampard. Rõ ràng ha. Lampard. Đủ quá, Lampard này khó nha. Lampard này làm sao ra 1.000. Lampard CU à, Lampard CU nào bán nổi. 120 số 245 nó Lampard DC cộng 6 với mấy không? 19 luôn mắc gì đấy. C6 giá như 3 trăm mấy hả? Làm cho con Lampard 1.000 mấy không ra ta. Ngày 2 là Lampard EBS à, đủ ngon ra. Lampard EBS 8 được nữa, ngày 2 không ra như 3.000 mà không ra mắt cho ta. Hàng mấy là bắt cáo 2.000, là bắt cáp đấy. Làm là bắt 2.000 cũng được, cao cao xíu nữa. Thôi Lampard EBS đấy, để tiền C7 mắc lắm.
hay Lampard DC6 ấy, 2955 ấy. 2000 đi Lampard DC6 nhìn cho nó dễ thương. Lampard DC6 anh em ơi, 2955 đá cho nó ngon chứ. Vĩ đại chứ còn anh mà phải đi quay viên bản đỉnh cao nhất của họ chứ. Tôi muốn con CR7 nào nó đỉnh cao nhất 1200 tỷ á, CR7 24 đá sao? 2700 tỷ, 2700 tỷ, mắc kìa. CR7 UT à, CR7 CC à, mắc quá à. Vậy CR mắc ác luôn á. CR7 cầm 2000 tỷ mua được CR7 nào chả? Được 2000 không ra em ơi. 2000 không ra CR7 nó lúc ta, CR7 mắc vậy. 2000 được CR7 này hả ta? Mày xúc luôn chứ sao vậy? CR7 24 té đây, cho nó ngon ha. CR7 4 té cho nó ngon. Và ok, vị trí tiếp theo sẽ là mình có Henry đúng không? Có Rooney đây, có Lampard đây, có CR7 và Ram Git đủ Git khó nha. Git cai quán người ta, nếu Git không có mình sẽ thay đỡ Gera vô cũng được. Git không có lấy Gera lấy nào ta, được chạy cánh là đẩy Rooney ra cánh cũng được. 1.300 Ram Git cộng 6 cũng được nè. À được được. Ram Git lần nào cộng 6 hơi thấp số xíu sao nha. Mình build theo cái kiểu là gọi là trải nghiệm mà. Tôi mấy con này không sao. Ram Git cộng 6. Kêu Ram Git limited rồi này chắc click luôn nha để mất á. Ram Git cộng 6. Ngoài hàng limited rồi, có bán là mừng. Ram Git cộng 6 rồi đây. Được Ram Git rồi. Busco, Busco hơi bị đỉnh cao, Busco hồi đó có phần lúc giải nghệ là phải quay lại biết chỗ nào. Busco nè. Ở đây nè, 1994 tới 2011 đúng không? Thì ngưng cái 2012 trở lại. Sẽ trở lại nó quá gọi là quá kịp thời luôn. 1000 tỷ cho Busco. Busco tới 13.000 thôi đó. Busco là ngon. Busco lần 8 3.300. Busco CU thì sao? 2001 luôn hả? Dễ. Busco CU 2001. Còn mấy vị trí nữa ta? 3 vị trí với lại Busco nữa là ổn có 1 2 3 4 5 rồi đúng không? 5 vị trí rồi. Còn với lại 3 vị trí chính thức nhiêu nữa, còn 3 vị trí nữa là tới 5.000 hả? Làm con Bosco CU5 rồi đá thì nó cảm giác nữa. Vira 1.000 tỷ mà đi được con nào đây? Đang thường với ăn này có phơi đăng luôn hả? À đang phơi đăng luôn. À phơi đăng DC6 có luôn, à này có phơi đăng DC6 luôn vô. Cũng là cầu thủ sắc nhất mà, phơi đăng DC6 vô luôn. Quan trọng cái quả lương nha, ê quan trọng quả lương nha, quả này phải chơi cộng 8 á chứ. Có nhiều khả năng phải chơi cộng 8 á, chơi quả UT không đủ lương á. 8 thôi, cộng 8 có nào ngày không? BTB8 anh em ơi, BTB8 rồi, BTB8. Giảm lương lại lương 22 thôi, ui cao quá. MC8 gì không? MC8 được rồi đi, MC8 ơi. Hàng này nào ngon không? MC8 nhìn ngon chứ, 3 chiếc bia ra. Và cánh còn lại sẽ là Ashley Cole đó. Ủa Ashley Cole đúng hay, quá Ashley Cole phải nói là vĩ đại chứ không anh. Phải chỉnh Ashley Cole, anh em biết Ashley Cole đá cho câu bộ nào? Chelsea, Arsenal. Anh biết tại sao á, đang đá cho Arsenal lại chuyển qua Chelsea không? Đang Arsenal chuyển Chelsea này. Phải nói là một cái pha mà Arsenal là đuổi hơi bị lỗ luôn á. Năm 2006, năm này sau World Cup 2006 tại Đức á. Thì lúc này á, lúc này là Arsenal không có ra vấn đề đuổi, đó là đuổi Ashley Cole lấy cầu thủ nào nữa không? Lấy William Gallas. Lúc đó tôi khó hiểu tại sao lại lấy Ashley Cole lấy Gallas thì không quá đổ rất là lỗ cho Arsenal. À nhưng cuối cùng sau này tôi biết được là Arsenal bán Ashley Cole đổi Gallas bù tiền. Arsenal đang hẹn đúng bán Ashley Cole lấy tiền. Rồi ok cũng là cái đó thôi. Lúc đó tôi khó hiểu tại tôi rất thích Ashley Cole. Tôi chơi game bóng đá nào tôi cũng vậy, tôi cũng chơi Ashley Cole hội như cánh trái chứ. Và Arsenal tôi thích hơn, không chơi Ashley Cole tiếc quá. Và bây giờ tôi cũng có cơ hội chơi này. Ashley Cole CU mà lương cao thôi thì mình cao là còn dễ thôi. Ashley Cole em bé thôi nhận lương. Phải nói là cái đội hình mà vĩ đại nhất còn anh này là đội hình khá là hay nha. Đội hình khá là hay, đúng là những cầu thủ đỉnh cao. Những cầu thủ này mà ông nào nói không vĩ đại nhất thì tôi cũng bó tay. Vĩ đại nhất từng vị trí luôn, Rio Ferdinand gọi nói này em nhìn vị trí biết. Và tôi thêm một con CDM nữa, tôi thêm Guerra nữa. Steven Gerrard. Chọn Guerra với Roy Keane thì chắc là lấy Guerra thôi. Sao con nào cũng thích à? Tại vì sao? Tại những người anh em phải đam mê bóng đá thì mới hiểu được cái cảm giác của tôi. Steven Gerrard, siêu giá nhiêu? Nghe ra một siêu là 27, tôi còn 24 à. Tiếc quá, 27 mắc quá. Steven Gerrard, cầu thủ vĩ đại nhất ngọn anh đó. Guerra mà nếu nó không vĩ đại thì tôi không biết ai vĩ đại luôn á. Anh em phủ nhận Guerra nữa thì tôi thua luôn. Nhưng mà Guerra nào tầm giá 2000 tỷ đô lại đây. Tôi có 2000 tỷ, chắc lấy được Guerra cáp ở hàng 6. Guerra làm sao được Guerra xứng tầm xíu tiền ta. Ghira EVS à?
Ôi, ghi ra mét ta. Ghi ra con ngàn hai à? Tập 2.000 con bao Cân lương à? Đúng rồi. Còn nhiêu? Còn 11 lương cho Peter Sack à? 11 lương cho Peter Sack đủ không ta? Sao mười nữa, 11 lương không đủ rồi, phải giảm lương lại tiếp. Gera này giảm luôn quá ta, Gera cấp 8. Được đó, cài đẹp không? Đội hình vĩ đại nhất ngoại anh nha. Đây có thể không phải là đội hình xuất sắc nhất đâu, nhưng đây là đội hình nó vĩ đại nhất anh em ạ. Dạ luôn không? Đội hình xuất sắc nhất ngoại hạng Anh, vội vã là đội hình vĩ đại nhất ngoại hạng Anh từ trước đến nay, vĩ đại nhất Premier League 16.000 tỷ, vĩ đại nhất luôn ta. Đây là đội hình vĩ đại nhất ngoại hạng Anh nè, vĩ đại nhất nha. Trong cái sân có thể là những anh em sẽ chơi những cầu thủ này, nhưng mà ngoài đời những cầu thủ này họ đã có một cái gọi là bề dày lịch sử quá đẳng cấp rồi, vĩ đại nhất ngọn anh luôn ta. Nghe hấp thì cái 3232 đó, ba lần cái 3232 đội vĩ đại nhất ngọn anh mà 260 lương mà vĩ đại nhất ngọn anh em, mà anh em biết vĩ đại sao? Henry và sơ đồ 7 thì khỏi nói rồi, Henry là đứa con thần gió, là một trong những cầu thủ tạo nên thành tích gì đúng không? Một mùa giải bất bại của Arsenal, Invincible Arsenal 2004. Năm đó tôi mới học lớp 4 rồi, nhưng mà tôi vẫn nghe người ta đồn Henry đẳng cấp cỡ nào. Chạy trong 38 chạy luôn đó, chạy trong 38 luôn. CR7 khỏi nó là một trong những huyền thoại của Manchester thích luôn, số 7 huyền thoại. Sau khi mà số áo số 7 của Ronaldo rời đi thì không còn một cầu thủ nào có thể xứng tầm mặc treo đó. Ông bán cái giới thiệu còn ông Lăng à, nghiếp lý mà tịch mà hàng hiếm rồi mà. Lampard tôi sợ tôi không mua được Rangnick, mua được mừng thế bà. Lampard khỏi nói rằng là một trong những huyền thoại của Chelsea, người đã đặt nền móng cho Chelsea từ 2001 2014 và đã đóng góp vào chức vô địch năm 2012, cúp chức vô địch số 1 của mà qua Manchester City tiếp đủ quá. Xuất chuyền dài xa kiến tạo những bóng không, cặp cánh sẽ là Rangnick với lại Rooney, đúng là Rooney Dexter, nhưng mà thôi tôi đẩy Rooney đá cánh cũng được để em sẽ phải Dexter. Rooney người đồng đội của CR7 đã đóng góp bao nhiêu chức vô địch ta, 2008 đúng 2008 vô địch mà Ngoại Anh vô địch Man C1 luôn rồi, năm nào được C1 nữa ta. Rooney vô địch Ngoại Anh bao nhiêu lần nè, Rooney cũng vô được chung kết C1 năm 2009 sau khi mà CR7 rời đi đúng không, năm đó vẫn được xuống vô địch C1 đúng không, anh 7 thì Ngoại Anh đá cánh à, không đẩy bảy ra cánh cũng được, sau đó bảy ra cánh rút DST vô đúng không, nhưng mà thôi thay đổi xíu cho nó hợp beta xíu các bạn, mình beta game xíu. Rangnick thì khỏi nói ra, Rangnick thủ lĩnh của Manu, anh em biết Rangnick thủ lĩnh cỡ nào không? Rangnick mê đến độ mà cái thời mà bóng đá hồi xưa ai mê Rangnick chưa, suốt một đời chỉ thi đấu đúng một câu lạc bộ Manchester, một tình yêu với lại Manu được cháy luôn mà, suốt một đời suốt một sự nghiệp chỉ thi đấu cho Manu à, là anh em biết đẳng cấp cỡ nào. Guerra Bosco, người đội trưởng máu mực. Bosco khỏi nói, Bosco là một trong những tiền vệ đẳng cấp của Manu sản sinh ra nữa. Sự nghiệp cũng chỉ thi đấu cho một câu lạc bộ à. Sự nghiệp của Bosco cũng chỉ thi đấu cho đúng một câu lạc bộ Manchester thích à. Đúng lý tôi nghĩ Guerra nếu như kết thúc sự nghiệp của Liverpool quá đẹp ha, tại qua LA Galaxy là người ta kết thúc sự nghiệp của Liverpool luôn nha, trong cái sự nghiệp hoàn hảo. Chung kết gặp Barca thua à? 2-9 thôi. Thì tôi nói vô chung kết thì tôi nói thắng hay thua đâu. Rio Ferdinand, trời ơi quỷ đó. Như Rio Ferdinand này, nếu như mà nói đúng hơn, Rio Ferdinand này không có nổi danh từ Manchester United nha. Ông nào nói mà Rio Ferdinand qua Manchester United mới nổi là sai. Rio Ferdinand nổi từ lúc ở Leeds United rồi. Anh em biết Leeds United mạnh cỡ nào không? Leeds United lúc đó là có là Harry Kewell nè, Mark Viduka nè, Alan Smith nè, bộ ba huyền thoại, bộ ba đỉnh cao nè. Thêm Rio Ferdinand nữa, trời ơi, trong game hiện tại chứ Alan Smith, Harry Kewell đúng không? Nổi danh từ West Ham hay nổi danh từ West Ham sau đó mới qua Leeds United, sau đó mới qua Manchester United. Tại United không à? Có đá Wimbledon Ranger luôn à? Vừa đằng. Cái thời đó tôi không coi nhưng mà tôi nghe TV nói. Vieira và Ashley Cole, những người đồng đội Arsenal, đúng không? Những người đã tạo nên Arsenal 2004 đỉnh cao nhất. Arsenal 2004 nè, hai bộ đôi nè, bộ đôi bộ thích là bộ ba luôn nhá. Vieira, Ashley Cole, Henry nó bộ ba Arsenal luôn nhá. Tiêm lời trong đây mình có tiêm lời gì? Henry tiêm lời gì ta? Henry nè, ủa Henry không có linh hồn hóa thủ hả? Trái tim Les Blue luôn hả? Trái tim Les Blue luôn. À Ashley Cole với The Sex luôn. Tam báo anh luôn. À có thời đó được quá. Đá tim này tôi cảm thấy xúc động quá ta.
nhớ lại cái thời mình còn trẻ mình hay coi đá banh bài bài này đúng không, gia tốc nữa một đủ chạy thì thôi chứ. Gì cho Henry nằm đóng không ta? Git chạy được mà. Git chạy được mà. Git chạy nhanh chưa à? Ran Git đủ chạy giống như hồi xưa y chang luôn mà, đúng rồi. Cầu thủ vĩ đại nhất Premier League đúng rồi. Thất bại quá nữa. Chạy mấy qua đường Git chạy ra. Chân trái chạy ác quá. Được, đúc cho Henry chạy nè. Siêu Ronaldo. Nhảy vô kiếm ăn. Đồ hay quá ta này, thủ hay hay. Hay. Nhào vô kiếm ăn. Nhào vô kiếm ăn. Nhào vô kiếm ăn. Thủ người đỡ một cái cung ngon, em có 6 người đủ đỡ một cái cung luôn. Ngon. Cho hai tiền đạo á, cho hai tiền đạo sút trong cấm tốt, dễ vô, lực mạnh hơn. Cái cung nhìn xuống lực hơn cái sắp xếp á. Mày sợ đẹp quá. Nào luôn không? Siêu. Gặp Henry Ronaldo ngon quá. Đúng những cầu thủ vĩ đại với bọn anh. Siêu Ronaldo. Cuối cùng là kỳ thủ hay anh, kỳ thủ hay, hay. Chiến mà. Rồi à, ok, Facebook fanpage nữa. Cho mình biết tên Facebook của các bạn nhé. Cũng là Hải luôn đúng không? Hãy nhắn vô link ở dưới nha, link dưới mô tả nha. Đừng có gửi mấy kia nhìn bịp á, link dưới mô tả. Sao mà đỡ được Rooney. Wayne Rooney. Và đừng quên để lại một like, một subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.